Hello nhá, xin chào tất cả các bác. Và ngày hôm nay thì là em có về được lô lọc xì lách, lọc xì số các bác nhá. Dòng này thì cho các bác hát hoặc là nghe tiếng nhạc thì sẽ hay hơn rất là nhiều so với chiếc lưng tiếng. Thì giá của thành của nó hiện tại em đang để cho các bác mức giá là 1.800.000 đồng các bác nhá. Lọc xì EQA31 của hãng Lake Acoustic các bác nhá. Là dòng này thì là rất là nhiều chế độ, các bác có thể chỉnh các tần số từ 20Hz đến 20kHz như một chiếc vang số mà chúng ta chỉ cần phải dùng lọc xì thôi là chúng ta can thiệp được vào. Đấy, nó sẽ các bác dùng những chiếc vang cơ thì rất là cần những chiếc lọc xì số như này, đặc biệt là tiếng nhạc ra rất là hay. Ở đây thì nó sẽ có 3 nút Save, Recall và Bypass. Bypass là để mặc định, Recall là gọi chương trình, Save là để save và lưu lại. Đây thì em cũng hướng dẫn qua các bác một chút để các bác sử dụng nó nhá. Đầu tiên đó chính là các bác ấn vào cái nút Recall này, nó gọi chương trình. Thế là đang ở chương trình 8 thì các bác ấn vào nút giữa này. Đấy. Thì các bác sẽ quay cái cần số như này. Đây ấn hơi chậm tí các bác nhá. Đây các bác ấn nút Recall. Đấy các bác nút giữa này. Hiện tại nó đang lầy ở cái chỗ 50kHz này. Đấy tiếng lời thì tiếng bát của nó sẽ từ 50kHz đến khoảng 200kHz là tiếng bát các bác nhá. Đấy, các bác ấn Recall này, nút giữa này, lên ra đây này, xong rồi các bác ấn bên này để chỉnh cái bát lên. Đấy, xong các bác ấn Save vào phát là xong, là nó lưu chương trình. Đấy, em cho tiếng bát này nó rất là căng. Recall này, ấn vào đây này. Đây là hạ bát này, tăng bát này. Đấy, hạ bát, tăng bát. Đấy, rất là tuyệt vời và rất là dễ chỉnh ngon nhá. Các bác nào ví dụ mà để em chỉnh luôn cho, khi mà em gửi hàng đến cho các bác thì em sẽ chỉnh luôn cho các bác, bởi vì em hiểu âm thanh, các cái giải tần nào thì hầu như này em biết hết các bác nhá. Thì cái lọc xì số này nó cũng rất là dễ chỉnh thôi, không có gì cả. Và cái cổng ra cổng vào của nó thì cũng hoàn toàn những chiếc lưng tiếng bình thường thôi. Hoặc các bác có thể gọi video cho em hướng dẫn trực tiếp cho các bác. Các bác lưu ý gọi video cho em nhá. Ok, em cũng xin được kết thúc clip tại đây. Chiếc lọc xì này để cho các bác với mức giá là 1.800.000 đồng, bao ship và tặng dây rắc đầy đủ cho các bác. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những clip lần sau.